Xin chào và chào mừng nhà đầu tư quay trở lại bản tin cập nhật bộ ba tham số chung của thị trường phiên giao dịch sáng ngày 25 tháng 8. Hiện tại thì thị trường của chúng ta đang bước vào phiên giao dịch trực tuyến nên là các anh chị thấy rằng là cái chạc kỹ thuật của nó của chúng ta liên tục nhảy ở trên đồ thị. Thì trước khi mà chúng ta đi vào nội dung chi tiết thì chúng ta cũng điểm qua một số các thông tin cơ bản như sau. Thứ nhất là thanh khoản trên sàn hốt của hai phiên nay sụt giảm rất là mạnh. Uh, thấp xỉ chỉ, chỉ có khoảng tầm từ 500 đến khoảng tầm 600 triệu cổ phiếu được khớp lệnh ở trên sàn Đấy là một tín hiệu rất là tốt uh, Khi thanh khoản thấp thì như vậy là thị trường của chúng ta có một nhịp nghỉ ngơi Các mã cổ phiếu, các nhóm ngành nó sẽ có thời gian để tích lũy và quay trở lại uh, Cái chu kỳ tăng trưởng Thứ hai là chúng ta thấy rằng là dòng tiền chờ mua Đã dịch chuyển sang mua chủ động ở trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 Sau đó đến phiên ngày 23-24 Chỉ số này uh, tiếp tục tốt và đặc biệt là trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 24 tháng 8 sau 14 giờ thì uh, cái chỉ số kỹ thuật này, cái 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 tín hiệu kỹ thuật này cực kỳ tốt và uh, dòng tiền đã giao dịch hết sức là sôi động ở trong phiên giao dịch ngày hôm qua và phiên ngày hôm qua thì gần như các nhà đầu tư có thể uh, tái cơ cấu và gia tăng cái vị thế cuối cùng. Đấy là ba vị thế tốt nhất uh, trong nhịp uh, phục hồi kỹ thuật uh, uh, từ uh, đáy của thị trường dự báo là phiên 22 tháng 8 Uh, cái thứ ba, uh, cuộc chơi nào nó cũng sẽ phải có một cái sự trả giá. trong trường hợp ví dụ chúng ta uh, bắt đáy thì như vậy là cái cái mức độ rủi ro của chúng ta sẽ cao hơn, nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có những cái giá vốn tốt và tối ưu. vậy thì để cái, cái 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 câu chuyện bắt đáy nó <laughs> uh, nó an toàn thì như vậy là trong tài khoản của chúng ta phải có những cái vị thế và những cái vị thế đó thì phải sẵn sàng để cho chúng ta nếu trong trường hợp chúng ta sai thì chúng ta sẽ xử lý sai luôn. còn trong trường hợp đúng thì như vậy là chúng ta cứ yên tâm uh, chờ các cái vị thế T cộng về để chúng ta tính toán tiếp. À, thứ tư hiện tại thì dòng tiền à, dòng tiền ở trên thị trường nó đang tập trung tốt vào nhóm ngành bất động sản dân cư nhóm ngành chứng khoán thép đầu tư công bất động sản khu công nghiệp hóa chất và phiên sáng ngày hôm nay thì chúng ta có thêm à, nhóm ngành dệt may và nhóm ngành thủy sản thì trong một cái nhịp đầu tư hay trong một nhịp phóng hồi nhà đầu tư nên hướng à, cái dòng tiền của mình vào những cái sóng ngành vào những cái ngành chủ động à, tốt nhất tối ưu nhất thì như vậy là cái tốc độ gia tăng về 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 lợi nhuận nó sẽ tốt hơn câu chuyện thứ năm vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là vậy những cái nhà đầu tư mà chúng ta chưa uh, tham gia ở ba cái điểm đầu tiên vậy thì chúng ta còn có tham gia được hay không thì câu trả lời là được ở uh, phiên ngày hôm nay thì như cũng có dự báo ở trong bản tin tiktok ngày hôm qua uh, chúng ta đã uh, phân tích bộ ba tham số chung của thị trường và dự kiến thì uh, những cái vùng lớp cáp lại của thị trường chúng ta có thể uh, với những cái tài khoản mà chúng ta đã có vị thế rồi thì chúng ta có thể giá tăng còn với những cái tài khoản mà chúng ta chưa có vị thế À, thì chúng ta có thể uh, canh uh, chỉ số index uh, chỉnh giảm đỏ trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta có thể bắt tuy nhiên càng về sau thì cái mức độ rủi ro của chúng ta càng kỳ, uh, nó sẽ tăng lên và những cái cái điểm vào nó không được tối ưu về giá vốn và hiện tại thì chúng ta cùng đang ngắm kỳ vọng là uh, nhịp này thì chỉ số vn30 và chỉ số hóa sinh sẽ hướng về vùng 1220 và chỉ số VN index của chúng ta sẽ hướng bứt vùng 1195 để chúng ta hướng về vùng cản 1.200 điểm Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích bộ ba tham số chung của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hiện tại trong phiên sáng thì chỉ số index của chúng ta đã test uh, về vùng 1187 điểm. Đấy là cái vùng kỳ vọng. Cá biệt là chúng ta có một cây nến M5 uh, từ vùng 186 rút chân lên và sau đó thì chỉ số này đã hồi phục lên ở vùng 1192 điểm và hiện tại uh, sau 10 giờ thì nó đang có một cái xu hướng là chỉ số index của chúng ta đang có xu hướng test lại. Vậy thì uh, có thể là có thể là 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 là, là các cái cây nến giờ tiếp theo thì chỉ số index của chúng ta sẽ test về ở vùng 1187 điểm. Sâu hơn, sâu hơn thì chúng ta phải tính toán đến ở đây nó có thể à, test về khoảng quanh 1183 đến khoảng vùng 1184. Đây là vùng lớp gáp dự kiến của chỉ số VN Index à, mà Hùng sẽ cập nhật đến tầm 10 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay. À, sau khi nó lớp cáp thành công thì chúng ta tiếp, tiếp tục kỳ vọng là chỉ số index của chúng ta tiếp tục đánh về lại ở quanh vùng 1194 đến vùng 1195. Đây là cả kỹ thuật ngắn thì chúng ta sẽ phân tích thêm cái mức độ rung lắc của chỉ số tại uh, vùng hỗ trợ uh, tại vùng kháng cự này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 ở trên trạc kỹ thuật uh, M5 các anh chị. Trong phiên thì gần như ông chỉ dùng M5 thôi. Uh, bởi vì cái khung hình của chúng ta uh, view ở trên TikTok thì nó cũng khá là khó nên 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 là chúng ta cũng phải uh, phải 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 trình bày ở trong một cái khung hình khá là nhỏ. Đó thì các anh chị em uh, có thể chú ý thêm. <laughs> thì đối với chỉ số VN30 ở trong phiên uh, tổng hợp ngày hôm qua thì cũng có đánh giá khả năng nó sẽ tích lũy về lại ở khoảng quanh vùng 1198 đến vùng 1200 điểm. Ở uh, phiên sáng có một cây nến mở năm rút chân từ vùng 1193 đến 1195, sau đó thì nó đang hồi phục lên uh, tiệm cận lại vùng 1205, 1206 và hiện đang có một cái nhịp chỉnh giảm ở trong phiên thì có thể nhịp test cung này nó sẽ quay lại vùng 1193 đến 1195. Trong trường hợp nếu như vùng 1193 1195 mà nó không trụ được và nó có cái tín hiệu mà bị mất thì có thể chúng ta phải tính toán đến cái điểm lấp cáp ở vùng 1190 đến khoảng vùng 1193 và uh, sau khi nó lấp uh, những cái điểm này thì chúng ta đánh giá cái khả năng khả năng uh, chỉ số VN30 có bật long được hay không. Đó thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp uh, xu hướng ở đây. Uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chỉ số VN30 F1M đó VN30F1M thì trong phiên ngày hôm qua cũng có dự báo là khả năng Ờ, trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số này sẽ bắt đầu có một cái lấp lại cái vùng gáp ở khoảng vùng 1190, 1193, 1194 điểm ở đây. Thì trong phiên sáng, trong phiên sáng thì chỉ số VN30 hay là gọi VN30 F1M hay còn gọi là chỉ số phá trinh thì chỉ số này đã lấp về vùng sâu nhất ở vùng 1192.3 điểm và sau đó có lực lo nhẹ tiệm cận sát vùng 1200 điểm. Hiện tại thì chỉ số này cũng đang có một nhịp lấp gáp trở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng chịu chịu tải của chỉ số VN30 F1M ở khoảng quanh vùng 1190. Đó, à, 1190 và cũng có thể là nó nhún trong cái điểm mà nó tích lũy về vùng 1190 thì nó có thể nhún qua đó một tí tẹo thôi, tức là nó có thể uh, rơi sâu về khoảng quanh vùng 1187 sau đó thì nó rút chân lên đó là một cái kịch bản mà chúng ta cũng phải cần uh, cần phải đề cập ở trong phiên ngày hôm nay bởi vì phiên ngày hôm qua thì chỉ số Dow Jones uh, đã giảm điểm uh, tương đối là mạnh âm một phần trăm nên có thể tâm lý dư chấn của ngày hôm nay thì uh, nhà đầu tư có thể nó sẽ bị rung lắc ở trong phiên uh, thì về cơ bản dòng uh, tiền đã tập trung tốt ở những uh, nhóm ngành bất động sản dân cư nhóm ngành chứng khoán uh, nhóm ngành thủy sản dệt may thép đầu tư công và và nhóm ngoại hóa chất. Đấy là một số các nhóm ngành mà dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại thì nhà đầu tư nên hướng cái tỷ trọng của chúng ta chiếm lĩnh gọi là sóng ngành đi. Chúng ta gọi là tiền vào ở đâu thì sóng ngành ở đó thì chúng ta nên đánh những cái sóng ngành. Đấy sẽ là những cái cơ hội phục hồi rất là tốt. Đây các anh chị, hiện tại thì chỉ số phái sinh của chúng ta đang 1195, đang tích lũy khá là tốt và hùng Lê kỳ vọng là chỉ số phái sinh của chúng ta sẽ tích lũy thành công ở vùng 1190, 1193 đến vùng 1195, sau đó thì bật long. Đấy sẽ là một cái cơ hội rất là tốt. Thế còn nhìn đánh giá đánh giá chung về dòng tiền dòng tiền ở trên thị trường thì sau một cái giai đoạn mà như hùng có nói là sau một giai đoạn giảm mạnh thì dòng tiền càng thấp, tức là cái khối lượng khớp lệnh ở trên sàn hốt càng thấp càng tốt các anh chị càng thấp càng tốt. Và phiên ngày hôm nay thì dòng tiền mua chủ động và dòng tiền chờ mua vẫn đang tiếp tục tăng. Đấy là một cái tín hiệu tốt cho thị trường và với tín hiệu đó thì cũng kỳ vọng à, sóng hồi của chúng ta sẽ tiếp diễn và tuần sau à, thì chúng ta sẽ kỳ vọng thêm có những cái phiên bùng nổ chỉ số VN-Index, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh sẽ có những phiên tăng từ khoảng 20 đến 30 điểm trong một phiên thì đấy là kỳ vọng ở trong tuần mới. À, bản cập nhật đến đây là hết. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và đồng hành. À, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.